Này, ông ơi, ông có biết văn hóa công sở là gì không? Hả, ông đẩy tôi thế à? Ông nói cái gì ạ? Nói kiểu công sở chứ còn nói kiểu gì? Ông là ai? Này này, anh Duy Hòa. Hả? Đây á là anh Văn, nhân viên mới của công ty mình đó. Người mới mà không phép tắc gì hết, đúng người ta không biết xin lỗi coi. Ông làm gì mà to mồm thế à? Ông là chủ tịch công đoàn đúng không? Sao biết? Tại vì chủ tịch công đoàn mới to mồm thế. Em nói nghe nè, đây là em của sếp Hữu Tài, anh sẽ làm trợ lý cho sếp bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhân dân công đoàn, em không thể nào chịu nổi cái thái độ láo lớn của thằng đó. Em thề với sếp, thằng đấy mà bố láo một lần nữa thì em đấm vỡ mõm. Đó là em sếp. Tôi biết quốc ức của hai cậu, nhưng mà cái tính tình nó là vậy đó. Tính tình nó như vậy thì gửi trả lại cho ba má nó giáo dục nó đi. Thì chỗ hai cậu chỉ có một thời gian đi, thế nào nó cũng ở đây đâu có lâu đâu. Tại sao bọn em phải chịu khó cái thằng ôn con ấy? Đúng. Thì cái lý do đó tôi không thể nói ra được, hai cậu thông cảm. Bây giờ như vậy, hai cậu chỉ có chịu đựng một thời gian đi, thì cái chuyến du lịch cuối năm đi Thái Lan đó sẽ là của hai cậu. Hai cậu đừng làm tôi thất vọng được không? Anh phải lấy lại công bằng cho em đi. Em là người có chuyên môn, em không thể nghe theo lệnh của cái thằng nhãi danh ngu dốt đấy được. Anh có biết không, em dạy hơn một tiếng đồng hồ mà nó vẫn không biết cách sử dụng thang máy. Nhân dân công đoàn, nhấn nó đi em ha. Rồi nhấn đi. Đúng rồi, em phải nhịn đi. Một điều nhịn là 9 điều lành. Đúng. Không ảnh hưởng gì đến mình là được. Đúng. Nhưng mà cứ mãi như thế thì em không chịu được. Ôi con nhỏ, ông Tài là do ông già tôi nuôi. Ngày đấy nhà ông ấy nghèo lắm, chẳng có cái gì cả. Trông hồi đó gia đình yếu kinh lắm. Anh, vậy là ba của anh là người ơn của sếp rồi. Đúng rồi, nhưng mà ông chẳng giúp được cái gì cả. Mỗi năm về được vài lần, quả cáp biếu xé thì qua loa. Ông già tôi chửi suốt đi. Trời ơi, sếp Hữu Tài tệ vậy hả? Thế nào rồi, công việc có trở ngại gì không? Không trở ngại gì cả. Anh em ở đây rất là biết điều, đúng không anh em? Anh Văn á mới kể cho tụi em nghe về tuổi thơ của sếp á. Và công nhận nha, tội nghiệp sếp thiệt luôn á. Mà cũng may có ba có anh Văn, nếu không á giờ này chắc sếp đi đạp xích lô quá. Tốt lắm, đây là em của tôi, em họ mà tôi coi như em ruột vậy đó ha. Giọng có đào hơn ai nước lã mà ha. Nhớ giúp đỡ cậu ấy nha. Dạ. Cậu phải nghe lời mà, không còn thời gian bao nhiêu lâu nữa đâu. Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Hả? Tự nhiên hai thằng già đầu phải đi làm đầy tớ cho thằng ôn con. Này, tôi đếch cần, tôi ước gì đấm vỡ mặt của ra. Thôi, ông muốn làm cái gì ông làm. Kể như là cái chuyến đi Thái không còn nữa, vậy thôi. Tôi nói cho ông nhé, Thái thì Thái, không Thái thì thôi nhé. Duy Hoàn thì đếch cần luôn. Ôi giời ơi. Gì đấy? Ôi giời ơi, gì đấy? Bông nhiều quá. Ai? Thì em xếp. Làm cho em của sếp bị chảy máu đầu, chuyện không giỡn đâu nha. Ổng quan trọng họ hàng lắm đó. Bộ anh quên là ổng nói một giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Anh chết chắc. Dạ sếp đây rồi ạ. Dạ thưa sếp, em muốn trình bày với sếp là em chẳng may. Trình bày cái gì? Tại sao cậu dám đạp vô cửa toilet ha? Dạ thưa em nhỡ may. Tại sao cậu đạp vô cái miệng nó? Đạp vô miệng nó cho nó gãy dài cái răng, cho nó bớt nói một chút. Trời ơi, cậu đào tôi thất vọng quá.